xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng đàn cá koi tuyệt đẹp. Ngoài việc cá koi thì còn nuôi kèm với cả các loại cá tầm, đột biến, cá chép. Về cá koi này thì nuôi tại Sapa, dùng nước tự nhiên để nhân tạo 100%. Nước tự nhiên từ mạch núi, mạch nước ngầm từ núi đá. Khu dưới, tầng nước dưới là những chú cá tầm đột biến. Dưới bên này là chú chấm đen. Chấm đen khoảng 30 cân, dài gần 1 mét. Rất là đẹp. Hiện tại thì ở đây về nhiệt độ nước khoảng 13 độ. Nhãn nhãn với bể cá koi. Đây là chú cá chép. Đây là chép. Chép thì size rất là to. Phía xa xa kia là chú cá tầm đột biến. Do là bể rộng nhưng mà cá rất là dày nên là phải có nước chảy và sục liên tục hàng ngày. Một số chú cá chép trắng này. Rất là bắt mắt. Về thời gian cho ăn thì một ngày sẽ cho ăn 2 lần, là buổi sáng và buổi chiều. Khu này ngồi uống cà phê ngắm cá thì tuyệt vời. Bể này thì được thường xuyên vệ sinh, lọc bể. Anh thử vẫy tay cái cho nó lên ăn này. Được bảy á. Bảy là gì? Cho uống cà phê rồi đấy. Cho uống cà phê rồi. À dạ. Cứ trên đấy cho em ăn. Anh thấy cá đẹp không? Bây giờ vâng, cá chép. Bây giờ nó không chưa đến toàn cho ăn tự động nên là không ít khi được cầm cám cho. Thế đây. Đây cá chấm đen này. Cá chấm đen. Vâng. Có một số con cá tầm đột biến, tầm trắng. Đây, nó ở dưới mực nước dưới. Không, chắc là nào ở phía bên kia rồi. À đây này, đây này.
Đấy đấy. Kia con kia thì nó tầm khoảng 6-70 cân cơ, 2m2. Con này con nhỏ sao ấy? Né bên kia. Ngoài trên này nước tầm chỉ 12-13 độ luôn ạ. Ừ. Nước thì sao mà nó lạnh. Nước này nước nguồn đấy, nước từ núi đá ra đấy. Nước cấp vào chứ không phải nước nước kiểu nước máy của mình đâu. Lọc không không, à có bể lọc đấy. Đây các bể lọc trên này. À, hai cái bể to chạy dài lên. Để nó nuôi cá tươi thì có thành gì. Đây đấy. Cái này phải nước chảy rồi là phải sục thường xuyên hàng ngày. Đấy, cả ngày lẫn đêm luôn đấy. Không đủ oxy. Cái này đâu phải có cá chép gì. Chép đây anh ạ. Vàng vàng không? Vâng vâng, chép đấy. Dòng chép cảnh nhé. Đưa đi lên phần bảy. Vâng. Wow, I don't know.